Video ngày hôm nay mình sẽ nêu cho các bạn hiểu rõ nhất về những cái thông báo ở trên điện thoại iPhone khi các bạn sử dụng nhé. Nhiều bạn đang sử dụng điện thoại iPhone nhưng các bạn vẫn chưa hiểu được hoặc là chưa nắm rõ được hết những cái thông báo hoặc là phân biệt được những cái thông báo nào hiển thị hoặc là những cái thông báo nào không hiển thị hoặc là nội dung của cái thông báo đó đến như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ và nêu cho các bạn hiểu rõ về các cái thông báo ở trên điện thoại iPhone, trên các cái ứng dụng khi thông báo nhận về nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nêu cho các bạn những cái thông báo ở trên điện thoại iPhone. Thì để mà nhận biết được những cái thông báo đó thì các bạn vào trong mình mục cài đặt chung của máy này. Và trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái phần là nhận biết ở trong phần nội dung thông báo. Đây, thông báo chung của điện thoại nhé. Đây, các bạn chọn mục thông báo này. Đấy, thì ở cái mục đầu tiên đó là phần hiển thị dưới dạng nhé. Đây này, đầu tiên là số lượng, tiếp theo là ngăn xếp, thứ ba là danh sách này. Thì về cái phần hiển thị dưới dạng số lượng đầu tiên ấy, khi mà các bạn chọn hiển thị dưới dạng số lượng như thế này thì những cái thông báo từ những cái ứng dụng ở trên điện thoại iPhone gửi đến, khi mà các bạn để ngoài màn hình khóa như thế này thì nó sẽ hiển thị những cái số lượng, ví dụ như là Messenger này hoặc là Facebook này. Đấy, nó sẽ hiển thị những cái số thông báo ở cái trong cái mục hiển thị trong cái mục nội dung đấy. Đây, mình cho các bạn xem luôn. Đây, như các bạn đang nhìn đây, ở cái phần là Messenger này, nó sẽ có cái phần là 5 thông báo nhé. Đây là số lượng này. Đấy, điện thoại này có một thông báo này. Ví dụ những cái phần ứng dụng khác, ví dụ từ Facebook này, nó sẽ có bao nhiêu thông báo thì nó sẽ hiển thị số tương tự như cái phần là Messenger như thế này. Tiếp theo là cái phần ngăn xếp nhé. Khi các bạn chọn phần ngăn xếp như thế này thì các bạn, nếu bạn nào cũng có thể để ý được những cái biểu tượng nó sẽ mô tả những cái minh họa tạm ở trên cái phần là hiển thị dưới dạng này. Đây, phần ngăn xếp này thì nó sẽ có những cái ngăn xếp nó xếp lên nhau này. Các bạn sẽ vuốt nó giống như kiểu cái cuộn ấy. Đấy, thì đây cái phần là cái phần ngăn xếp nhá. Và cái các bạn cứ hình dung nó sẽ là những cái cuộn cuộn ấy, ngăn xếp nó xếp lên nhau ấy, xếp chồng lên nhau ấy. Khi các bạn vuốt lên thì nó sẽ lật lật lên như kiểu các bạn có một cái dài dài. Đây là cái phần thông báo ngăn xếp đây này. Các bạn nhìn chưa? Ở phía dưới này có rất nhiều những cái thông báo nữa, thì các bạn vuốt lên thì nó sẽ là cái phần ngăn xếp, đó là cái kiểu ngăn xếp nhé. Đây thì như của mình đang để dưới dạng ngăn xếp thì các bạn hình dung như này nhá. Đây này, các bạn kéo lên đấy, nó có rất nhiều những cái ngăn xếp này. Đó, ở phía dưới nhá, nó đang thông báo lên này. Đấy, thì đấy là những cái thông báo ngăn xếp. Tiếp theo các bạn lựa chọn sang cái phần là danh sách ở đây. Thì nó sẽ hiển thị này, danh sách này, ví dụ như là từng mục một nhé. Đây, nó cũng có biểu tượng ở đây này. Đấy, ba cái gạch xanh này, ví dụ như Facebook, Messenger, đấy, điện thoại này, Zalo này, nó sẽ hiển thị lần lượt ở đây, chứ nó không gọn trong một cái ứng dụng và nó sẽ không số lượng cũng như là không ngăn xếp nhé. Nó sẽ hiển thị dần dần lên trên màn hình khóa. Thì đây là cái kiểu hiển thị dưới dạng là danh sách nhé. Đấy, nó sẽ không giống như những cái kiểu hiển thị trước. Đây, các bạn đang nhìn đây, ví dụ như có hai cái thông báo từ tin nhắn của điện thoại nhé, nhưng nó sẽ không hiển thị chung trong một cái khung mà nó sẽ hiển thị ra từng tin nhắn một. Đây là kiểu danh sách nhé, các bạn lưu ý cho mình. Đó, thì đấy là cái phần hiển thị trong cái mục là thông báo chung của điện thoại. Tiếp theo này, trong cái mục là tóm tắt lịch trình này thì các bạn không sử dụng nhiều nên các bạn không cần phải bật phần này. Tiếp theo là hiển thị bản xem trước này. Đấy, thì nó sẽ có ba cái phần hiển thị bản xem trước. Đấy, cái này cũng là chung cho tất cả các cái ứng dụng nhé. Đấy, đầu tiên là luôn luôn này. Các bạn hiểu như thế nào về cái phần hiển thị bản xem trước này? Tức là khi mà có một cái app, ví dụ như mình là, ví dụ như là app Messenger chẳng hạn, có một bạn nhắn tin cho bạn là hôm nay có đi làm không? Đấy, tức là thì đấy là hiển thị bản xem trước khi mà thông báo đến ở trên màn hình của các bạn. Đấy, đấy, luôn luôn này. Đấy, khi được mở khóa này hoặc không nhé. Đấy, luôn luôn là tức là khi các bạn đang dùng điện thoại hoặc là các bạn để màn hình khóa thì nó sẽ hiển thị hết lên cái phần điện thoại của các bạn. Còn các bạn chọn cái phần thứ hai là khi được mở khóa, chỉ khi các bạn đang dùng điện thoại này thôi, các bạn đang cầm, các bạn lướt này, đấy, thì nó mới hiển thị nội dung. Còn khi các bạn đang không sử dụng điện thoại hoặc là các bạn đang để màn hình dưới màn hình khóa, màn hình chờ thì những cái tin nhắn đấy nó chỉ hiện thông báo thôi, nó không hiển thị được cái nội dung. Đấy, đây, hoặc là các lựa chọn thứ ba là các bạn không hiển thị đấy, cả khi mà các bạn đang mở khóa cũng như là các bạn không mở khóa đấy, thì cái nội dung nó sẽ không hiển thị lên đấy, bảo mật, trừ khi các bạn vào
các bạn chọn vào Messenger thì các bạn mới thấy được cái nội dung tin nhắn đó. Đó là các bạn có thể lựa chọn ba cái phần hiển thị bạn xem trước nhé. Và cái phần tiếp theo là chia sẻ màn hình thông báo này. Đấy, cho phép thông báo đang sử dụng share play hoặc là phản chiếu màn hình. Đấy, khi các bạn sử dụng những cái công cụ khác nâng cao ở trên điện thoại iPhone thì các bạn muốn bật thông báo khi mà các bạn sử dụng cái tính năng phản chiếu màn hình ấy, ví dụ như các bạn phản chiếu lên TV, trên laptop, trên máy tính vân vân, thì các bạn vẫn có thể nhận được thông báo trên những cái màn hình phản chiếu đó, thì các bạn cũng có thể bật cái thông báo này lên. Đấy, còn không thì các bạn tắt đi, nó chỉ hiển thị ở trong điện thoại thôi, nó không hiển thị ở trên màn hình phản chiếu, ví dụ như là share play hoặc là phản chiếu trên màn hình TV hoặc là máy tính nhá. Đó, đó là cái phần thông báo tiếp theo này. Cái phần đọc thông báo này thì các bạn cũng có thể bật hoặc là không cũng được. Đây là đọc thông báo, là khi các bạn bật cái phần đọc thông báo này lên ấy, thì những cái thông báo này, ví dụ như là những cái phần tin nhắn hoặc là những cái phần thông báo, thì Siri sẽ đọc cho các bạn biết đó là cái thông báo của những cái ứng dụng nào, hoặc là thông báo nội dung gì, thì các bạn có thể bật lên hoặc là tắt nhé. Đấy, các bạn có thể bật hoặc là tắt. Rồi, thì đó là cái phần thông báo chung ở trên phần điện thoại nhé. Rồi, và tiếp theo này, cái phần thông báo riêng của từng ứng dụng nhé. Đấy, mình lấy ví dụ như mình sẽ chọn một cái ứng dụng ở bất kỳ. Đấy, phần thông báo riêng nghĩa là như thế nào? Các bạn muốn, ví dụ như các bạn trong cái mục là Messenger này chẳng hạn. Đây, ở đây mình đang chọn chế độ ứng dụng ảnh nhé. Bây giờ mình sẽ chọn xuống Messenger này. Đây, cái ứng dụng Messenger của mình đây là cái ứng dụng nhắn tin gọi điện thôi. Các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Đầu tiên là nếu bạn nào mà đang tắt đi nhé, ngoài những cái thông báo chung ở trên hệ thống giống như mình vừa giới thiệu, thì các bạn cũng có thể vào trong cái từng ứng dụng, các bạn có thể cài đặt cái thông báo riêng. Ở đây là các bạn nếu bạn đang tắt như thế này nhé, thì khi mà các bạn sử dụng Messenger thì nó sẽ không hiển thị một cái phần thông báo nào riêng đối với app Messenger nhé. Đấy, các bạn bật như thế này thì các bạn mới có thể nhận được thông báo. Ở trong cái phần cảnh báo này, đầu tiên là màn hình khóa, trung tâm thông báo, biểu ngữ, các bạn muốn cho nó hiển thị ở trong cái mục nào? Đầu tiên là phần, ví dụ như mình muốn hiển thị riêng cái phần thông báo đến của Messenger ở màn hình khóa thôi. Đấy, thì các bạn tích vào cái phần này. Đấy, còn nếu các bạn không tích phần nào thì nó sẽ không hiển thị ở trong cái mục nào nhé. Nó chỉ hiển có tin nhắn đến cái là các bạn chỉ phải vào trong app mới các bạn xem được nhé. Đây, màn hình khóa này. Đấy, khi mà các bạn chọn như thế này thì chỉ ở màn hình khóa các bạn mới có thể xem được cái phần thông báo đến nhé. Có biểu tượng Messenger hoặc là trung tâm thông báo này, trung tâm thông báo đấy, biểu ngữ này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn một trong ba hoặc là các bạn có thể bật lên nhé. Rồi, âm thanh thông báo thì các bạn cũng biết rồi, biểu tượng ở đây là biểu tượng của Messenger nhé. Đấy, đấy, rồi trong cái phần là giao diện mình có hiển thị bản xem trước này, cũng giống như trong cái phần chung thôi. Đấy, các bạn có thể chọn luôn luôn mở khóa khi được mở khóa này hoặc là không nhé. Các bạn có thể chọn nhóm thông báo này, các bạn có thể chọn là tự động hoặc là theo ứng dụng hoặc là tắt nhé. Đấy, tự động có nghĩa là cái nào đến trước lại thông báo trước, cái nào đến sau lại thông báo sau. Còn theo ứng dụng như thế này thì các bạn sẽ đúng như kiểu là theo chữ cái ABCD ấy. Đấy, rồi các bạn chọn tự động đi. Ok, đấy thì đấy là tất cả những cái thông báo mà các bạn có thể quan tâm khi các bạn dùng điện thoại iPhone nhé. Thì bạn nào mà đang chưa biết hoặc là chưa hiểu cái nội dung thông báo nào thì các bạn có thể tham khảo video này của mình. Đó là tất cả những cái nội dung và những cái cách để các bạn có thể nhận biết được những thông báo ở trên điện thoại iPhone từ những cái ứng dụng gửi về điện thoại iPhone hiển thị trên màn hình chính cũng như là màn hình khóa của điện thoại iPhone. Nếu các bạn thấy video hay, thì ủng hộ mình một nút like video, đồng thời chia sẻ cho những người thân chưa biết những cách này nhé. Và những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.